Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang đi trên cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh để chúng tôi bàn giao và lắp đặt một cơ số hàng cho khách hàng tại cảng Đình Vũ Hải Phòng. Thì bây giờ đang là 8 giờ sáng của ngày 1 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi đang có mặt tại nhà cô Loan tại Phú Xá Đình Vũ Hải Phòng. Cô đã xem rất nhiều các cái trang mạng làm đồ gỗ thì cô đã quyết định đặt niềm tin tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đã làm cho gia đình cô một chiếc đôn bằng gỗ mun hoa để đặt pho tượng Trần Quốc Tuấn, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương. Và pho tượng đồng này thì cô đã đặt ở làng nghề Tống Sa, cũng là một làng nghề có tiếng tại quê hương Ý Yên của chúng tôi. Nhắc tới Ý Yên thì có hai làng nghề nổi tiếng, đó là làng nghề La Xuyên và làng nghề Tống Sa. Thì làng nghề Tống Sa là chuyên về đúc đồng, còn làng nghề La Xuyên chúng tôi là chuyên về đồ gỗ. Chúng tôi làm với giá gốc, giá rẻ nhất mà hàng chất lượng cao nhất. Đây là chiếc đôn mun hoa chúng tôi làm kích thước là 40 x 50 và chiều cao là 61. Để cô thay thế chiếc đôn từ bộ bàn ghế đào sang chiếc đôn mun để đặt pho tượng Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Đại Vương. Chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà cô đây. Và chúng tôi đang có mặt tại sảnh phòng khách. Và tiếp sau đây thì chúng tôi sẽ bàn giao tiếp tục một bộ sản phẩm, đó là sập thờ Mai Điều cho gia đình chú Duẩn cũng ở cảng Đình Vũ Hải Phòng. Gần đây thì người dân Hải Phòng và người dân Quảng Ninh ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành rất nhiều. Từ hoành phi câu đối tới các sản phẩm đồ thờ cúng, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật video giới thiệu trực tiếp tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem trực tiếp được các cái sản phẩm đẹp nhất, mới nhất. Thì bây giờ đang là 9 giờ của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã lắp đặt xong và bàn giao vào đúng cái không gian phòng thờ của gia đình anh Duẩn. Một bộ sập thờ Mai Điểu chân 24 được làm từ 100% chất liệu gỗ vụ Lào. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu phần mộc cũng như phần hoàn tiện, thì quý khách có thể xem qua video tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong video trước tôi đã giới thiệu kích thước của bộ sập thờ này. Sập thờ này có tên gọi là sập thờ Mai Điểu. Rời rời ngậm chữ phúc ở phía giữa, có kích thước dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Toàn bộ phần dạ là chúng tôi làm dày 6 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép. Mà nếu tính cả phần chắp ghép là chúng tôi làm dày 24 phân, đục nổi kênh bong, đục theo lối cổ truyền, đục tay thủ công, đục kênh bong moi móc. Chân là chúng tôi đục hoa mai, quả đào, chân là chân 24. Toàn bộ dạ tiền và dạ ngang chúng tôi đều làm dày 6 phân. Anh Duẩn anh cũng đặt niềm tin tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Và anh đang có nhu cầu muốn sắm thêm, đó là hoành phi câu đối và sập ngôi. Thì chúng tôi sẽ bàn giao trong thời gian sắp tới. Và trước tiên là chúng tôi bàn giao một bộ sập thờ trước. Đây là bộ sập thờ gia tiên, được làm từ chất liệu gỗ gụ, sơn PU cánh gián sáng. Bên trên chúng tôi đã để tam sơn để bát hương. Và chờ ngày đẹp thì anh sẽ lễ để yên vị phòng thờ gia tiên. Quý khách có nhu cầu mua sắm về sập thờ hay là bàn thờ gia tiên, hoành phi câu đối, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và lắp đặt miễn phí cho quý vị. Chúng tôi luôn có mặt trên toàn quốc tại các cái điểm nóng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa để bàn giao và lắp đặt cho quý khách theo đúng kích thước, thời gian. Trung bình một tháng thì chúng tôi có thể ra được từ 30 đến 45 chiếc sập thờ như này để đáp ứng ra ngoài cái thị trường. Vì bây giờ nhu cầu khách hàng ngày càng cao và khách hàng chơi đồ gỗ cao cấp cũng ngày càng nhiều. Gia đình anh Duẩn cũng không quản ngại đường xá xa xôi, anh đã về trực tiếp cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành xem hàng, đặt hàng.
Thì quý khách ở xa không về được, quý khách có thể xem các video trực tiếp của chúng tôi. Quý khách nếu ở gần, quý khách hãy qua địa chỉ Đồ Gỗ Yên Lành ở làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định để xem trực tiếp. Cảm ơn quý khách đã xem các video clip của chúng tôi. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã